Hello. Xin chào các bác. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của tôi ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay nhá, trong khung hình của chúng ta, đây là một cái cây đàn bầu của bác này là từ Hà Nội chuyển về cho tôi. Thì hôm nay tôi mới đem đàn xuống dưới xưởng được mọi người ạ. Thì trước mắt bây giờ thì nó vẫn đang nằm ở trong bao như thế này, nó cũng nguyên đa nguyên kiện. Bác gửi như thế nào thì tôi vẫn để nguyên như thế thôi, tôi chưa động chạm gì. Bây giờ mới bắt đầu làm thì tôi cũng quay lại video luôn. Nhưng trước mắt thì bác ấy yêu cầu là thay cho bác một cái mô bin tốt. Đây, cái mô bin tốt đây. Và lắp cho bác ấy một cái phơ vào đàn bầu. Còn theo lời của bác ấy thì cái đàn này của bác ấy là đã có máy đàn bầu ở trong rồi. Nhưng mà là cái tiếng âm của nó không được như mong muốn. Đó. Nó có tiếng sôi, tiếng ù. Thì bây giờ tôi sẽ bóc ra, tôi sẽ kiểm tra để tôi làm cái video này cũng cho chủ nhân của cây đàn này cũng như là tất cả các bác xem được luôn đấy, để xem là cái chất lượng sau khi mà tôi sửa nó đi thì nó sẽ như thế nào. Và cũng qua đây chúng ta cũng sẽ trao đổi với nhau một số cái vấn đề tương tự mà trong thời gian vừa qua cũng đã có nhiều bác khách hàng đặt câu hỏi cũng như là chuyển tới cho tôi cũng như những cái thắc mắc nhé. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó bóc ra và tôi sẽ kiểm tra xem là nó bị những cái lỗi gì nhá. Mục đích chính là cho cái bác chủ nhân của cái đàn bầu này xem. Đấy, để xem ra là tôi có đúng là tôi đã sửa đi rồi không, để nó có một cái nhìn nó tương đối là khách quan. Đây, xin thưa các bác, sau một hồi tôi gỡ băng keo các thứ cũng rất nhiều lớp vải các thứ ra thì bác này bác bọc khá là kỹ. Đấy, thì chiếc đàn nó đây rồi. Đó, thì cũng qua đây tôi cũng quay lại để cho mọi người biết là nếu lần sau ai đó gửi đàn cho tôi thì cứ học tập theo bác này nhá. Chuyển đàn cho tôi quấn rất nhiều lớp như thế này là rất an toàn, bảo đảm cho cây đàn không bị vỡ, không bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Đó, thế để bây giờ thì tôi sẽ cho thử xem là nó bị vấn đề gì. Như chúng ta có thể thấy trong khung hình là cây đàn bầu của bác ấy, thì thực ra cây đàn bầu này nó cũng giống rất nhiều cây đàn bầu khác mà trên thị trường bây giờ có rất nhiều bác mua phải. Đó chính là lắp sẵn cái máy đàn bầu thu nhỏ bên trong để có thể là chạy ra thẳng trực tiếp cái loa nén ấy. Thì đây, cái máy này cùng cái cây đàn này của bác ấy cũng đã lắp máy như vậy. Thì đây nhá, tôi sẽ cho mọi người xem gần hơn một chút nữa ở trong cái bộ máy của nó nhá. Đây này, thưa mọi người này. Đó, trong khung hình của chúng ta đấy, chúng ta đang nhìn thấy. Đây là cái bộ máy thu nhỏ mà lắp rất phổ biến trong rất nhiều cây đàn bầu đang bán trên thị trường bây giờ. Đấy, thì như tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cái này nó chỉ được một cái là nó là tiện thôi, chứ nó cũng chẳng được cái gì cả. Còn hay thì nói thật sự là nó không hay, không tài nào nó hay được. Đây nha mọi người, nhìn cho kỹ nhá. Để bây giờ tôi sẽ lắp vào loa để tôi sẽ thử âm thanh xem là nó bị lỗi như thế nào, và sau đấy thì tôi sẽ có hướng khắc phục để tôi sửa. Đấy, nhưng còn nhìn về cơ bản, đầu tiên là hai cái mô bin này cũng là hai mô bin rẻ tiền chập vào thành một cũng không được này. Nhìn là ban đầu tiên cơ bản đã không ổn rồi. Đó, còn nói chung là về cái gỗ làm đàn này thì gỗ mun thì là ok. Đấy, các bác chỉ cần đầu tư một cái thân gỗ mun như thế này là ok rồi. Nhưng mà nói chung là về cái nội dung là bộ máy này thì cơ bản đầu tiên nhìn vào nó là không ổn. Và đây, xin thưa tất cả mọi người, các bác có thể nhìn thấy nhá, trong khung hình này của chúng ta đây, một đống đồ đạc, rất nhiều máy móc và các thiết bị để tôi có thể thực hiện làm cái công việc sửa cái đàn này. Và quá trình sửa thì đã xong. Đây là cái mà chúng ta nhận được. Mô bin. Máy đây. Đấy, máy đây này. Nguồn này. Đây, tôi đã tháo bỏ rồi. Đấy, coi như là bây giờ chúng ta sẽ tháo vứt bỏ cái nguồn này đi. Và bây giờ cái đàn thì ở kia, trong khung hình đây. Đó.
Bây giờ nhá, chúng ta sẽ được nghe thử âm. Để sau khi tôi đã chỉnh sửa hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển khung hình đến gần hơn một chút. Và đây thưa mọi người, chúng ta sẽ đến gần hơn với cả cái khung hình này một chút. Thì đây tôi đã cho mọi người nhìn thấy ở bên trong cái cấu tạo của cái cây đàn bây giờ nhá. Sau khi tôi đã tháo hết bộ máy, bộ mạch từ cây đàn cũ ra rồi, thì bây giờ tôi đã lắp thứ nhất là một cái phơ, thứ hai là tôi đã thay cho bác này một cái mô bin cao cấp đắt tiền. Thì bây giờ cây đàn nó chỉ còn nhỏ gọn như thế này thôi, chứ nó không lỉnh kỉnh, không nhiều phụ kiện đồ đạc. Và bây giờ thì nó không còn cái chức năng là cắm trực tiếp loa nén vào đàn để chơi được nữa, mà bắt buộc phải chơi qua một chiếc âm ly. Đó, bây giờ đây mọi người có thể nhìn thấy nhá. Đó, đây tôi có thể chỉ cho mọi người những cái như sau. Thứ nhất, đây là nguồn pin. Đấy, đây chính là cái phơ này, tôi đã quấn vào trong này rồi này. Lấy nét đây nào. Đó, đây là cái phơ nha mọi người nha. Đây là nguồn pin để nuôi nó. Cái phơ đây, mô pin đây. Cổng cắm ra cho tiếng ra loa với âm ly đây. Được chưa ạ? Đây chính là cái chiếc áp. Đấy, chiếc áp đây. Và công tắc. Còn cái này là cái bộ phận mà cắm nguồn từ ngày trước thì tôi vẫn giữ nó lại, nhưng mà tôi cắt bỏ dây rồi. Chỉ mang tính chất là lấp vào cái vị trí đã bị đục. Đấy, để cho nó có một cái thẩm mỹ của cây đàn vậy thôi. Thế thì bây giờ nhá, tôi sẽ cho test thử âm để cho các bác có thể xem. Chủ nhân của cây đàn cũng có thể nghe luôn nhá. Vâng, bây giờ muốn chơi được thì nó không còn sử dụng được bằng loa trực tiếp nữa rồi. Bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là chúng ta sẽ dùng rắc nối. Đây, một đầu đây, nối từ cổng ra của cây đàn và chiếc âm ly kia. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Đây chính là chiếc âm ly này. Đấy, âm ly thì chúng ta hát karaoke các thứ bình thường thôi. Đó, thì chúng ta cũng đã có thể chơi được rồi, được không ạ? Thì đấy, thì bây giờ tôi sẽ cho test âm nhá. Đây cũng gọi là hướng dẫn luôn cho chủ nhân của cây đàn, cũng như là mọi người được xem luôn. Bây giờ này, hoàn toàn muốn chơi được nó thì anh sẽ phải làm những cái việc như sau. Thứ nhất là mình sẽ bật công tắc này. Đấy, đóng nguồn, đèn báo sáng này. Đó, sau đó chúng ta sẽ vặn cái chiếc áp này. Đấy, đó là để cho nó có tiếng. Mà chúng ta vặn nó đi là nó sẽ mất tiếng. Nên bây giờ thử test một cái tiếng bất kỳ nhá, để xem là cái chiếc áp này có nhạy hay không nhá. Đó, bây giờ vặn là nó mất. Vặn lên là nó lại hoạt động, nó chạy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử một đoạn nhé. Rồi thì tôi cho test âm rồi nhá. Thế gửi tới chủ nhân của cây đàn cũng như tất cả mọi người ai đang có cái nhu cầu quan tâm tới cái bộ phơ đàn bầu của tôi, thì cũng có thể đây lại là một cái video thêm để cho mọi người có thể gọi là tham khảo.
Thế còn trên đây, tiện đây tôi sẽ giải đáp một số những cái thắc mắc của mọi người. Còn xin thưa các bác là vừa rồi thì test âm cũng đã test rồi. Và bây giờ thì tiện đây ngày hôm nay thì có tất cả mọi thứ thì tôi sẽ nói về một số cái vấn đề mà các bác đang thắc mắc và cũng trong thời gian qua thì hỏi tôi rất nhiều, thậm chí là các bác đang bị nhầm lẫn. Cái thứ nhất là ở trong khung hình đây chúng ta đang nhìn thấy này. Đó. Đây chính là cái phơ đàn bầu mà tôi vẫn đang bán trong suốt thời gian qua. Cũng nhiều anh em đặt mua rồi. Đây. Mọi người nhìn thấy không? Đây ạ. Ở đây. Đây là nguồn pin để nuôi nó. Đây. Thế thì mọi người đang nhầm là cái phơ này liệu có cắm được thẳng trực tiếp loa vào đây để mọi người chơi hay không, thì xin trả lời mọi người chắc chắn rằng là không nhá. Không cắm trực tiếp loa vào đây để chơi được. Đó. Mà cái này tôi gọi là cái phơ. Đấy. Nó có cái công dụng chính như sau. Thứ nhất, nó có nhiệm vụ kích tiếng cho tiếng to lên và sáng hơn. Cái thứ hai nữa, kéo dài được âm thanh ở một cái mức độ trong thời gian nhất định nào đó. Và cái phần nữa quan trọng hơn cả và cũng gọi là thách đố rất nhiều các thợ điện tử và những người chơi đàn bầu thì đều mong muốn hướng tới, đó chính là cái tiếng ở những cái nốt cao nó phải rõ ràng và nó phải sáng. Thì đây, bộ phơ này nó làm cái nhiệm vụ và tác dụng như thế. Còn dĩ nhiên thì tiếng trầm thì rất đơn giản rồi, nhưng mà tiếng cao mới là cái vấn đề mà làm cho rất nhiều các thợ phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu nhá. Thì đấy, trong quá trình các thợ của tôi nghiên cứu và đã làm ra được cái bộ phơ này. Thì đấy là hôm nay tôi xin trả lời để cho mọi người hiểu thêm về cái bộ phơ này nó là cái gì. Nên nó không phải là cái bộ máy để mà mọi người cắm thẳng trực tiếp loa vào đây để mọi người chơi được. Đây, vẫn phải nối một đầu jack 6 ly vào đàn. Và một đầu còn lại mọi người có thể nhìn thấy cắm vào âm ly. Đó. Thì mới có thể chơi được. Chứ còn không thể cắm trực tiếp loa vào đây được nhá. Thì đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất. À, thế còn thì test nó thì phần trước đó, đấy test âm đấy rồi. Và cũng có rất nhiều những video khác tôi đã từng up lên trên YouTube đấy là test âm rồi đấy mọi người nhá. Thế còn cái này, thứ mà trên tay tôi đang cầm đây này. Đây mọi người nhìn thấy không này. Đây. Cái này thì trên thị trường và trong các câu lạc bộ đàn bầu mọi người có thể tìm thấy rất nhiều, gọi là cái máy hay là cái mạch thì nói chung là nó cũng có rất nhiều cái tên. Nhưng mọi người hiểu đơn giản đây là cái tăng âm thu nhỏ. Và nói đúng hơn nữa là một cái tăng âm cấu tạo hết sức đơn giản. Đây, hai cái này và cái này cùng bản chất như nhau. Thế nhưng tôi khuyên mọi người một điều rằng nếu mọi người xác định chơi để muốn lấy âm thanh hay thì mọi người bỏ ngay cái này giúp tôi. Cái này không dùng được. Bỏ. Bởi vì sao? Ở mỗi gia đình của chúng ta đa số bây giờ chúng ta đều có bộ hát karaoke. Chúng ta nghe nhạc, nó là cái tăng âm rồi. Chúng ta có thể cắm thẳng trực tiếp vào nó là chúng ta chơi. Và đây bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cho tôi, nếu bây giờ so sánh về cái kích thước, như tôi đã nói rất nhiều lần, các kỹ sư rất giỏi, chẳng có cái lý gì mà người ta không làm mọi cách để cho nó đơn giản hóa và nhẹ nhàng đi cả. Nhưng thực ra thì nó không thể nhẹ nhàng được nữa thì mới phải chấp nhận là một cái âm ly to như thế này. Đây á, chỉ gọi là một cái mang tính chất là rất là đơn giản. Và nó có một cái ưu điểm duy nhất là tôi đã nói rất nhiều lần, đó chính là gọn và nhẹ, có vậy thôi. Chứ còn âm thì không một ai có khả năng làm một cái nhỏ như thế này mà âm nó có thể hay bằng một cái to như thế này. Tôi chưa nói hay hơn, chỉ cần hay bằng thôi thì không bao giờ điều đấy có thể xảy ra được. Đó. Thế nên là mọi người đừng mất tiền ra để mua những cái đồ như thế này về rồi phí tiền vứt đi. Đến đây bác khách hàng này là chuyển đến cho tôi sửa đàn mà phải cắt bỏ, vứt cái này đi này, không sử dụng được việc gì nữa, mà cho tôi thì tôi cũng không sử dụng vào việc gì. Đó. Rất đơn giản là chúng ta hãy dùng
một sợi dây như thế này. Hai đầu 6 ly cắm vào cổng mic karaoke trên âm ly của chúng ta. Sau đấy mua một bộ phơ. Mua một bộ phơ của tôi về, mọi người cắm vào thêm một sợi dây nữa, vậy là xong. Đây, một bộ phơ đây như hình đây này. Đấy, thì ở đây là trên cây đàn thì tôi lắp luôn nó vào như thế này. Đấy, tích hợp nối thẳng từ mobin vào luôn. Thế nhưng mà nếu như mà mọi người không gửi đàn về thì tôi sẽ lắp thành một cái phơ ở ngoài. Đó, thì phơ ở ngoài là cái gì thì mọi người tìm ở cái phần video trước nhá. Rồi tôi sẽ để cái link của cái video ở dưới phần mô tả video. Đó, thì mọi người có thể xem. Như vậy thôi, rất tiết kiệm và rất đơn giản, rất hay. Đó, chứ cũng không cần phải đầu tư những cái đàn sau đấy lắp những cái đồ như thế này. Mà giá trị của những cái này thì nó cũng không phải là rẻ. Đó, không phải rẻ. Nhưng mà như tôi vẫn nói với mọi người là tiền mất tật mang nó là cái này. Đó, rồi cuối cùng là vẫn phải bỏ đi đấy. Và đây trên khung hình đây là một cái cây đàn như thế này, nó là gỗ mun. Thì tôi sẽ nói thêm một chút là cái bác này này, bác lắp thẳng cái bộ này vào. Đó, và bác ấy cắm ra loa nén của bác ấy sẵn chơi. Và rồi ngày hôm nay bác gửi đàn về cho tôi để tôi thay cho bác ấy một cái phơ, một cái mô bin và bỏ cái bộ này đi. Và bây giờ bác phải chấp nhận là dùng bằng cái âm ly ở ngoài rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm một phép toán. Không ai bán cho các bác một cái cây đàn bầu gỗ mun như thế này dưới 2 triệu cả. Đấy, mà cộng thêm cái này vào nữa thì cái giá thị trường bây giờ nó rẻ nhất phải có 2 triệu rưỡi hoặc 3 triệu. Vậy thì thưa các bác rằng nếu các bác mua cái này 500.000 hay 1 triệu, 1 triệu một cái này, thì 1 triệu đó các bác không cần phải mua một cái tăng âm nào phải gọi là đồ nhập hay là cái gì quá xa xỉ. Nếu các bác ở Hà Nội, các bác chỉ cần ra chợ Rời thôi, các bác cũng bỏ 500.000 ra mà đi mua cho tôi một cái tăng âm cũ chẳng hạn. Nếu mà nó vẫn còn chạy tốt, nó vẫn còn tốt hơn hàng trăm, hàng nghìn lần cái này. Đó. Nếu để mà so về giá tiền bằng nhau và chất lượng thì cái này nó không xếp vào được một cái bảng nào nha các bác nha. Đó. Còn đâu cái việc đấy là cái việc mà tôi chia sẻ. Còn thực sự có nhiều bác muốn sử dụng thì thôi các bác cứ sử dụng để trải nghiệm cũng được, không sao cả. Đây là chia sẻ kinh nghiệm của tôi thôi, chứ tôi cũng không bắt buộc ai phải nghe theo cả. Kinh nghiệm thì nó cũng có đúng có sai đấy, nhưng mà theo cái kinh nghiệm chơi của tôi và cũng có nhiều người phản ánh lại thì những cái này không thể sử dụng được các bác nhé. Đó, thế còn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng cái bộ phơ là nó không phải là cái này. Đó, và nó sẽ chỉ duy trì các nốt tiếng cao thì là nó, để bổ sung vào cho chiếc âm ly. Là chiếc âm ly không có khả năng duy trì được những cái âm cao của đàn bầu thì cái phơ nó hỗ trợ điều đó. Hai cái kết hợp vào với nhau thì ok nhá. Yeah. Còn cái này thì nó chỉ là cái tăng âm thu nhỏ, hay gọi một cách nữa là cái tăng âm vô cùng đơn giản. Thì theo cái ý kiến quan điểm của tôi là không nên dùng cái này. Thế còn có nhiều bác hỏi rằng là thế bây giờ sử dụng tăng âm thì tăng âm thế nào? Tôi không khuyên rằng là phải mua loại nào hay hãng nào. Xin thưa các bác là như thế. Tùy điều kiện của các bác như thế nào thì các bác hãy mua một cái loại như thế. Nhưng cách tốt nhất là đầu tư làm sao đấy trong cái khoảng kinh tế của ta có thể đầu tư được. Và tốt nhất trong cái khoảng kinh tế đó. Ví dụ chúng ta có thể mua được một chiếc tầm 3 triệu thì chúng ta mua, 2 triệu thì chúng ta mua. Đấy. 1 triệu cũng được, đồ cũ cũng được. Nhưng miễn làm sao nó phải là hàng của công ty sản xuất to như thế này. Đó. Theo khuôn mẫu mà phổ thông hay bán trên thị trường như thế này. Chứ không phải là một cái âm ly mà của nhiều người khác cũng chế, cũng to. Nhưng mà đấy là của các thợ người ta chế ra, gọi là bảo âm ly dành riêng cho đàn bầu. Thì tôi cũng không xếp cái đó và tôi cũng không khuyên mọi người dùng cái đó nhá. Phải như thế này. Bán rất nhiều ở các cửa hàng loa đài rồi siêu thị, điện máy, các thứ có rất nhiều đấy, mọi người mua về mọi người sử dụng. Đấy, cứ hát karaoke tốt thì sử dụng, nó là ok. Thế thôi. Còn cái việc chơi loa nữa thì loa thì một cái loa nén và có loa thùng. Và cái âm ly nào thì nó cũng có hai đường ra và có thể là có những cái bốn đường ra, cắm được bốn cái loa khác nhau cơ. Nên là hai cái loa thì rất đơn giản, một bên loa thùng, một bên loa nén. Chúng ta chơi nó sẽ là ok nhất. Đấy là chúng ta chơi với hộ gia đình mà mong muốn tiếng nó hay. Đó, thì ngày hôm nay nhá,
test âm của cái cây đàn tôi vừa sửa xong, cũng là giải đáp luôn cho các bác những cái mà các bác hỏi tôi nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Thì qua đây, qua video này các bác có thể xem thấy ưng ý với sản phẩm nào, hay là cần cái gì tôi tư vấn, hay là cần tôi phục vụ cái gì đó thì có thể liên hệ đến cho tôi số điện thoại hoặc Zalo hoặc Facebook nhé. Tôi để hết ở phần mô tả video mọi người nhé. Cuối video xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.